Tôi đã và đang bằng mọi giá bảo vệ tình yêu của mình, cho nên cô đừng làm khó tôi và Ngọc Anh. Cô hãy quên hết mọi hận thù đi. Quên à? Tôi cũng muốn quên lắm chứ. Có những chuyện đâu phải nói quên là quên được đâu. Vậy nếu tôi nói là anh phải quên đi tình yêu của anh và Ngọc anh có làm được không? Thù hận đã khiến cho mình khắt khe và nhẫn tâm hơn. Em đang đánh mất dần tâm hồn của mình rồi. Có đúng không anh Khôi? Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên ghế đá ăn bánh mì như vậy. Cảm giác rất là tuyệt đó. Mà sao kỳ cục vậy? Tôi giúp cô lần nào không bao giờ nghe lời cảm ơn, toàn là nghe cô quán trách không à. Anh ta không bản lĩnh, không quyết đoán, nhưng lại có tấm lòng yêu thương mọi người xung quanh. Em làm tổn thương anh ta như vậy là sai, đúng không anh Khôi? Cái khăn này đẹp lắm, chị nghĩ là sẽ thích hợp với em đó. Em thật sự quá mệt mỏi. Thời gian qua em chưa hề có một giấc ngủ bình yên. Có lẽ đã đến lúc em nên buông bỏ hận thù. Anh không trách em chứ? Đợi anh Bảo đi công tác ở Sài Gòn về, mình sẽ âm thầm ra đi. Gửi anh Bảo, xin lỗi vì đã chia rẽ anh và Ngọc Anh bao lâu nay. Xin lỗi vì đã làm anh rơi vào con đường hận thù của tôi. Nếu anh thực sự yêu thương Ngọc Anh, thì phải dũng cảm đi tìm và bảo vệ tình yêu của mình. Hạnh phúc sẽ thật quý giá, khi tưởng chừng mất đi, lại tìm lại được. Gì phải giấu hết? Bởi vì cô biết Ngọc Anh đã mang thai với tôi. Hả? Cho nên cô muốn hãm hại Ngọc Anh có phải không? Trời ơi, tôi cho bà hay. Nhã Hân sau lần bị tai nạn, bác sĩ cho biết nó đã bị vô sinh. Không đúng, các người đã lừa tôi. Chị ta lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, hối hận, khiến tôi mệt lòng. Cuối cùng thì lợi dụng cái thai đó để đối phó với tôi. Được thôi, các người đem chuyện tôi vô sinh rồi dùng cái thai đó ép buộc tôi. Các người lập to rồi.
chính mẹ con các người đã khiến tôi phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất đời mình. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ một người nào nữa. Tôi sẽ không để cho chị được như ý đâu. Mẹ của chị cũng phải chịu sự trả thù do sự ích kỷ của bà mà ra.